Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên không quản ngày đêm đang tập trung quyết liệt phòng chống lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 3. Tỉnh đã có nhiều phương án, kế hoạch cụ thể để hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng như hỗ trợ người dân, hỗ trợ tỉnh bạn bị thiệt hại lớn hơn. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phỏng vấn nhanh đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về vấn đề này. Thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra là vô cùng lớn. Hưng Yên đang phải gồng mình để chống úng, lại tiếp tục chống lũ trên sông Hồng, sông Đuộc. Vậy xin đồng chí cho biết về công tác chỉ đạo chống úng, chống lũ cũng như là khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như thế nào ạ? Trước bão thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ các hệ thống máy bơm của tỉnh, hơn 400 cái tổ máy hoạt động 24/24 để rút toàn bộ nước ở trong đồng rồi ở sông ngòi ra khỏi cái khu vực tỉnh Hưng Yên, là phòng khi cái bão lớn thì kèm theo mưa thì cái thiệt hại sẽ bị giảm. Chính vì thế mà sau khi mà bơm rút xong thì khi bão xảy ra thì có cái mưa rất lớn, và ngày càng lượng mưa càng lớn hơn thì chúng tiếp tục hút, và hiện nay thì cái mực nước của sông Hồng, sông Luộc lại lên rất là cao, và cái lượng hệ thống Bắc Hưng Hải hiện nay chúng ta cũng bơm quá nhiều rồi, cũng lên rất là cao rồi, và có nguy cơ là tràn rồi úng cục bộ. Do vậy thì có thể một số vùng là tạm rời không bơm nữa, vì bơm cho hệ thống Bắc Hưng Hải là không kịp tiêu. Trên đây là một cái việc rất là lo lắng. Ngày hôm qua và ngày hôm nay thì toàn bộ các lực lượng và ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh đã xuống giúp dân, với cô kết hợp với các chính quyền địa phương cùng với lực lượng công an, quân sự rồi các hội đoàn thể vào cuộc rất tích cực để giúp nhân dân là di chuyển hoa màu rồi các cái tài sản ra khỏi cái vùng bị lụt bão. Riêng đối với lại hệ thống sông Hồng, sông Luộc hiện nay của Hưng Yên ấy, hiện nay là lưu vực nước tăng rất là nhanh, hiện nay là trên báo động cấp 1 và chuẩn bị cấp 2, và nguy cơ thì cũng có thể là cao nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi ra công các cái công điện hỏa tốc, và cái ban phòng chống lụt bão của tỉnh đang phát huy và phải trực 24/24 để theo dõi mực nước thường xuyên liên tục. Nếu có biến động lớn thì có các biện pháp mà xây dựng thực hiện kế hoạch nếu khi mà có lũ xảy ra, kể cả khi mà nước lũ xảy ra thì có thể di dời người dân ra vùng an toàn nhất, và đặc biệt là bảo vệ cái tài sản và tính mạng của nhân dân. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Vậy thì công tác chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra như thế nào, thưa Chủ tịch? Còn nói chờ thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo tất cả các huyện, thành phố, thị xã và thống kê toàn bộ những dự kiến những cái thiệt hại của bà con nông dân khi mà có bị lũ lụt xảy ra mà gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ. Thì nguồn trước hết là đầu tiên là lấy cái nguồn của các huyện. Thế thì trích từ nguồn dự phòng các huyện là hỗ trợ đến 50%. Nếu mà các huyện nào mà không còn nguồn nữa, trên 50% thì tỉnh tiếp tục hỗ trợ hết và đảm bảo hỗ trợ được 100% những cái thiệt hại của bà con khi trồng nông nghiệp mà khi có bão lũ xảy ra. Thế đối với các địa phương tỉnh bạn thì qua cái thông tin đại chúng thì một số tỉnh khó khăn. Thế thì hiện nay cũng ảnh hưởng của cơn bão số 3 cũng rất nặng nề, cũng lũ lụt xảy ra rất nhiều và người dân cũng rất là khổ. Với phương châm là lá lành đùm lá rách, và lá rách ít thì đùm lá rách nhiều, thì tỉnh Hưng Yên cũng sẵn sàng hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng cho một số các tỉnh khó khăn như Yên Bái, rồi Lào Cai, rồi Hà Giang, một số tỉnh bạn, mỗi một tỉnh khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra thì tỉnh cũng sẵn sàng đóng góp khoảng vài tỷ để cùng với Trung ương để giúp cho các tỉnh khó khăn, để hỗ trợ bà con nông dân khi bị thiệt hại, khi mà bão lũ xảy ra lớn như thế này. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.